Đây đây ông nội. Đây nè. À, chào mấy bạn. Chào các bạn. Hôm nay anh em mình có dịp về miền Tây, về Châu Thành Tiền Giang ở nhà của ông anh làm cùng công ty. Về đợt này thì chơi nhà là một. Phần thứ hai là kéo cá. Thì trước tiên mình dắt các bạn đi vòng vòng quanh vườn nhà với tham quan nhà ha, để cho các bạn thấy rõ là miền Tây đã thay đổi từng ngày từng giờ và không còn như ngày xưa, và như không có như trong trí tưởng tượng của mấy bạn là miền Tây là đơn sơ rồi này kia ha. Miền Tây bây giờ là cũng chịu chơi lắm mà, nhà cửa rồi khang trang rất là đẹp. Ok các bạn đi theo mình ha. Bây giờ mình đi từ ngoài vô ha. Cánh cổng ở những nhà miền Tây bây giờ hầu như là người nào người ta cũng làm bờ rào với cánh cổng kiên cố bằng sắt, xi măng kiên cố ha. Lối đi vô nhà rất là khang trang rộng rãi, cam ha, vú sữa rồi ha. Còn đây là cái hồ cá ha, cái hồ cá nè, cá lớn không. Cái chòi này chủ nhà đang làm để rảnh rỗi thì về ăn nhậu. Bạn thấy không? Dân miền Tây giờ cũng chịu chơi dữ lắm chứ không có như mấy bạn nghĩ đâu ha. Vườn nhà trồng rất là nhiều chuối. Nó lấy từ 700 đây 700 gram lấy tới kia. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn vô nhà. Nhà miền Tây bây giờ cũng như thành phố chứ các bạn đừng có nghĩ là miền Tây là không có ấy nha, giờ không có thua kém như thành phố à. Cửa là bằng cây này, vậy cui luôn nè. Rõ mấy anh coi nè, cọc thấy chưa. Đó, bàn ghế ha, không thua kém như thành phố luôn á. Nhà là lát gạch lá o luôn. Các bạn thấy có khác gì thành phố không ạ? Đó. Đây là không gian, này là phòng ngủ luôn các bạn. Đó. Cũng không có thua gì mấy nhà ở thành phố là mấy đâu mấy bạn. Ok. Chúng ta sẽ đi tiếp lối hành lang này qua tới phòng ngủ thứ hai. Đây. Có một tủ quần áo âm tường ha. View là một cửa sổ, màn cửa dòng nhất là lịch sự. Một chiếc giường lớn. Đây là trần nhà. Quay trần nhà cho các bạn coi ha. Ok. Chúng ta sẽ đi xuống cuối cùng là phòng bếp và các cái công trình vệ sinh. Một chiếc bàn ăn khá là lớn. Bộ bàn ghế này đúng ra đặt ở phòng khách à. Nhưng mà ở ngoài phòng khách có bộ bàn ghế khác ảnh đưa vô đây. Bộ bàn ghế này mình theo mình đoán nhầm chắc cũng không có dưới 20 triệu đâu. Không dưới 15 triệu. Và đây là phòng tắm. Các bạn không thể hình dung được ở đây là vùng quê nha các bạn. Sau đây là khu vườn nhà để chăn nuôi trồng cây. Khung cảnh đồng quê khá là yên tĩnh. Ở xa xa đằng kia là bà con đang thu hoạch rau ôm. Rau ôm là cái loại rau này nè bà con. Ở một số vùng người ta gọi là rau ngủ, dùng để nấu canh chua, nấu lẩu. Mình sẽ đi tới đằng kia để coi người ta thu hoạch. Rau ôm sẽ được những người nông dân người ta sẽ cắt. Và sau đó thì người ta nào chú.
Cánh đồng đang về mùa vụ thu hoạch chanh mướt luôn nha các bạn. Sau khi thu hoạch xong thì người ta sẽ bó từng bó, sau đó thì có người sẽ đưa lên theo cái con đường này nè đó. Xong ở đằng xa xa có chiếc xe đang đậu sẵn đó, mình sẽ đi tới đường kia để coi người ta đưa lên ha. Dạ. Dạ con quay phim nghiệp dư chứ không phải truyền hình cô ơi. Dạ lâu lâu con về miền Tây chơi bữa cái con về quê chơi bữa cái con quay phim chơi vui mà. Dạ. Dạ con ở thành phố. Này rau này ta kêu rau gì à cô? Rau ôm. Rau ôm hả? À vậy là nó nấu canh chua nấu lẩu hình như cũng có rau này phải không cô? Dạ. Vậy cô đang làm cái gì ạ? À vậy hả? Dạ. Cái này là hình như là thưa quá mình dặm lại cho nó đều phải không cô? À vậy giống y gan lúa luôn ha. Con đi bằng ở thành phố chứ nhà con ở quê, mà ở quê con trồng lúa chứ không trồng cái nè. Dạ. Rồi thưa cô con đi ạ. À. Dạ quê con ở tuốt ngoài miền Trung lận cô ơi. Dạ. Con đi với anh Mẫn ạ. À. Dạ. Dạ con về chơi bắt cá với anh Mẫn ơi. Đường quê trong lành đáng sống phải không các bạn? Về đây mà mình có cái võng mình dắt mắt vô cột vô hai cây dừa cái bắt đầu nằm ngủ à, nó đã gì đâu á. Xa rời trốn thị thành. Đây rau ôm được bó lại thành từng bó ha. Bây giờ thôi mà lên xe á. Sau khi được rửa vệ sinh sạch sẽ thì mấy bác nông dân sẽ đưa lên xe. Chiếc xe tải cũng gần đầy. Dễ gì không quá. Anh chụp đầu tiên. À, đất mua cũng dữ quá. Quá trời luôn. Chú ơi. Lâu ngày quá. Xuống chào chú hai. Dạ. Con về thăm chú hai nè. Sao gặp dưới ta? Nhà sư. Rồi sao không điện tiếng Anh xuống chơi? Nó là mắt dữ thay để cháu đó. Dạ. Khỏe không chú hai? Khỏe. Dạ. Có điện rồi hả? Trời giờ đất. Vậy là biết chú hai khỏe rồi, biết con không? Hả? Biết con không? Tới hoài còn không biết. Chắc như tới hoài. Rồi chú hai mà đang hơi bị đen nha. Đen thù lùi như cái chạm gãi rồi. Ngọng gãi hả chú hai? Thoáng mát không như thành phố à. Xuống xe con xe chị. Đi Honda chú. Dạ tụi con đi Honda chú hai ơi. Chú hai ngày xưa làm chung với anh em tụi tôi. Rồi hơi cái giờ chú hai cũng già cả rồi, về vui thú ruộng nương ruộng vườn ha. Thì cái mảnh vườn bao quanh vòng quanh đây là của chú hai á. Đang trồng cây gì anh Hiền? Riêng mít. Sầu riêng mít. Vô thăm nhà chú hai. Nó ở trong ruộng nhưng mà rộng rãi thoải mái. Có mình anh nè.
Này là ngoài ruộng, chỗ ổng coi ruộng ha. Chứ không phải nhà đâu. Nhà là bự lắm á. Nhà ổng là bự, bự quá trời bự luôn. Ổng này mưa hoài mới đi qua, cắt nước. Dạ. Mưa nước nó vô hả chú hai? À, rồi. Rồi mình bơm bơm nước trong đây ra hả? Cái này giống cái máy bơm ở trên công ty vậy chú. Không phải, máy bơm này lớn hơn nhiều. À, chú hai ở đây khỏe quá, có máy lạnh, gắn máy lạnh luôn kìa. Đầy đủ ít giáo luôn, không thiếu gì hết chứ. Có hơi ở đây có tay nhậu không chú hai? Có chứ. Dạ. Bạn thấy cái hệ thống máy bơm có đồ sộ không? Nó chảy dài hết cả khu vườn luôn. Cá điêu hồng. Không, không. Nó ăn kìa. Còn mấy tháng ăn lẩu được anh Hiền? 4-5 tháng vậy. 4-5 tháng hả? Rồi 4-5 tháng nữa mình lại về đây. Nó ăn lẩu. Cái bếp quay này đẹp nè, giống như công viên nha chú hai, giống như công viên. Bếp quay này cho đen vô nó lấy bịt mũ nó đi bịt mấy cái là nó lấy không chị á. Nó rồi rồi chưa chưa đâu lắm. Ăn dữ vậy? Của người ta mà. Nước cái ra khúc đó hả? Này bơm không tắm á, bơm dội ra luôn chứ không phải là bỏ dẹo ở trên. Nếu mà cái dẹo ở trên đó bơm lẹ hơn. Đào cái nè, đào cái gì anh nè? Đào trắng thôi. Trời ơi, nó xì đó mọi. À, mấy cái ấy hả? Cắt nước chảy vô. Đấy hả? Hãy subscribe.
không? Bỏ đi. Bỏ đi đủ má. Vô đi con. Vô nè. Vô anh nè. Đi vô nghe không? Hả? Tưởng hả mà. Hả? Không rồi, đúng rồi. Đứa nào vô cái tưởng này. Lên 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 lên. Lên luôn. Má nặng quá. Ê kéo đi. Trời cái giò nó bự lắm hả? Ủa má tôi. Bắt đi bắt bằng đi. Đưa bắt nó sạch rồi. Thả vô cái này luôn đi. Nó cái này luôn không? Được luôn. Ồ cái này ngon lắm. Má. Ê cái này Vinh á. Má cái này ngon lắm. Đừng có bắt nó thả nữa. Được mình bị chết luôn rồi Vinh nhẹ. Có cái mè đó đầu vô á dạ đi đánh cân luôn chứ cân lấy chữ gọi lên thôi cá này vừa nó theo đi có dầu bữa nè thả trước đi ông nào bỏ mình thả trước đi mặt này mặt ấy là cầm bữa nào bữa nào lấy không rồi ăn cá thác lát rồi. Sạc cái này coi cái sạc cá thác lát rồi con dài dài bự. Ừ, sạc rồi. Cái sạc nó có cái râu mà. Nè à, râu đúng rồi, đúng rồi đúng rồi. Nó tại vì cái mình nó dẹp lép giống cá thác lát. Cái dao thì bự đâu? Có con bự mà. Nè. Đâu? Nè. Ờ. Ừ. Đó mày ơi. Dạ. Đúng rồi. Mày không phải sao bây giờ anh tiền lại để cho tôi nuôi đi. Cá nhỏ thả bỏ luôn kìa. Này nhả thôi. Không chết hết. Rồi được rồi. Ôi ôi bự bự luôn nè. Giờ không bắt phải không? À mày dằn quá. Từ nãy giờ. À, ôi con cá đây tượng chà bá kìa. Rồi cái giò chờ chút đi, cái giò. Hay là kéo người cần đây đi. Kéo. Kéo ơi. Tao bắt mày dưới không? Rồi mấy món nhậu chung chứ đâu. Câu này được nè. Lên cái. Rồi. Lên lên luôn. Hả? Chắc nước ra chứ. Chắc rồi. Rồi. Cái này là cái này tượng. 3.2 kg. Chúc bạn ơi. 31 kg các bạn ơi. Rồi. Cố đây có không? Không có gì nữa. Sức lên. Như là hai bảy cái con ngọc. Tự nhiên cho thầy không nha. Rồi. Nước luôn kìa đây cá. Hồi nãy ba mấy cái con rồi. 31 cái con ngọc. Kia chưa? Kêu mà ăn chân nhau ngọc. Bảy xô, bảy xô. Bảy xô. Cách cơ nó ngoài á. Ôi cá này ăn mới ngon nè. Quay về nè. Cá là chắc tới 5 kg quá. Lấy 10 triệu có mặn khó quá. Đó, trời mẹ đi. Cái thò cái cái dồ. Bỏ vô gỗ. Bỏ vô gỗ. Dạ. Dạ. Gỗ gỗ dạ. Cái đầu cá này nãy bắt về. Nấu cháo phần. Cái bò tô nó không có mấy cái bắp cá. Cái bò tô này
Nè anh ơi, quay lại em nói coi. Ba mẹ ngày không cần đủ lễ rồi em ơi. Anh lớn rồi anh bận cái quần kỳ quá. Khô cá sặc. Khô cá sặc tốn cơm lắm. Cơm nóng nóng ăn hoài luôn hả? À. Quá không ta? Hai con bự mà. Hai con mới nhiều vậy chứ. Con rắc con chân con. Rồi còn ai lấy ghế ra chưa? Tám hả? Chết rồi. Chết cháu rồi, hút đi coi. Chết rồi, ở cái rồi gì đó. Hãy đặt cho bé đặt. Rồi cái động cá kia trời vô hình mình đang. Heo heo heo. Rồi. Úp lên rồi, úp bây giờ xíu nữa, công an nó ra nó chặt được. Wow. Nó ngon hơn mình làm. Nè, cá lâu kiến nè, cá lâu kiến này bao nhiêu, khoảng nhiêu ký không Mẫn? Con này chắc khoảng ký hơn. Ký hơn à, không? Con cá lâu kiến nè, con cá ông nội chứ không phải con cá con, cá cháu nữa. Bự quá trời bự luôn. Thì cá ông cố đi. Chắc phải ông cố luôn á, nó già lắm mà luôn á. Cái đầu nó đầu cố nội luôn hả? Ăn nó ngọt ngay luôn. Cái dừa cơ cái gái rồi. Thiệt thiện hả? Ê, dòng lâu kiến này nghe. Nói nghe, ở miền Nam mới có nghe. Ngoài Bắc là không bao giờ có cá lâu kiến nghe. Không bao giờ có luôn. Cho nên nó hỏi người Bắc cá lâu kiến là gì ta không biết. Mà cá lâu kiến này ăn nó không nướng. Ngoài Bắc người ta gọi là cá gì? Nhưng mà nó không, kêu, cái này không ngoài đó không có. Nó cũng giống như là cá lâu kiến. Nó cũng có tên giống giống vậy đó. Nó mấy